nó khôn là cái cố lọc định đầu cái mình phần dễ đế ăn ha. Cái phần đế này nó có gì rất là quan đúng trọng rồi, đúng luôn rồi. Tại vì cái phần thân mà thân đậu của chú với cái phần đầu mỡ của chú nó sẽ rất là nặng luôn. Thì mọi người cũng biết rồi đó, mấy ảnh làm rất là kỹ cho cậu, ai cũng thương cậu hết. Không, nói chung ra là không phải là mộ cậu mà tất cả các mộ là mấy anh này đều làm kỹ hết, hiểu không? Tất cả mộ nào cũng như mộ nào. Mà hôm nay là anh em mình đến đây là để cũng có nước mời ảnh này thôi. Chị bạn cũng là đang quan tâm tới mộ quá tuyệt vời. Hôm nay là anh em đi quay clip đây để gửi đến cô chú anh chị các bạn xem là cái mộ của cậu Năm Vũ Linh. Bữa nay là chính thức là đã khởi công xây dựng, chứ hổm dài là toàn là giả mà hôm nay là mới hổm dài giả. Dạ, có nhiều người luôn không tin là xây mộ hoài là giả không nha cô chú anh chị. Hôm nay mới là chính thức, có thiệt là thiệt nè. Hôm nay em thấy có mấy người đưa xe cẩu vô cẩu hoài ha. Đúng rồi, đưa xe cẩu hoài ha, không có mẹ đưa ba lần cẩu, bốn lần cẩu luôn. Bữa nay là thông tin xác nhận lại là mộ cậu là chính thức từ ngày hôm nay là mới vừa xong nha cô chú. Không ngờ là xe cẩu. Chị Long qua qua đây coi nè, chị Long sáng chán giống như này, chị Long đỏ, chị Long vào nè đó không lưỡi luôn cho mà chị hồi nãy giờ chị đã khảo sát công trình thì đó cho chị sâu cái vừa mắt bao ngàn gác. Là ngày mai là mình bắt đầu mình ráp chưa tại khô để chết chưa chết hồn 4 ngày là mấy ngày mà bắt đầu làm nữa lại trên đây sẽ điện kia không cái đó hoàn thiện, cái này cần chỉ là khởi công này thôi. Biết rồi, còn nhưng mà xong hết hoàn chỉnh mới điện lên lần nữa. Không, ý em muốn là em được lên thấy mỗi ngày á. À mỗi ngày hả? Dạ. Muốn lên ngày ráp thùng mộ ráp cái phần thân với phần bia mộ của chú. Không thì có cái gì khô rồi cái nào thầu anh đó. Lấy số anh lên điện nha, có gì lên rác thùng điện cho. Dạ lấy số. Ý là chị muốn lên xem xe ráp như là mỗi ngày. Cái này xong rồi cái thùng rồi cái bia, nói chung là lúc nào làm thì em lên. Quay mặt tôi anh cho nổi, quay chị không lo cũng quay. Chỗ ta đang đi vô mà anh mà cứ đút đút bấm quả này chứ. Lấy số lại đi anh là bên hòa viên đó. Thứ 6 thứ 7 khi nào mà lấy số rồi nha cô chú anh chị. Khi nào mà xong kia anh là có nhớ cái chú rồi. Nhớ là một người ngày xưa á. Ủa trước đây chứ khoảng nó xưa lâu quá. Trước đây lúc mà mộ chú vừa là xuống trong trời mấy ngày á, chú một cái đầu có làm một cái thủ tục là tập quán của mình ngày xưa là bà mình đốt lửa lên đó. Còn cái đế này nó đúng rồi, nó sợ em nó phải em cho chắc vô đây thì đã xong một phần rồi. Nó không bị giờ họ phe rất là quen luôn, mà chúng tôi vô đây thì là quản lý mấy chỗ quản lý mọi người xe cẩu tới anh em ơi. Cậu bây giờ hết tác dụng mà. Cái hở mà cài tăng lên 4-5 cái cổ mà. Là cẩu còn khác em hiểu không? Có, nó là bị như là bị dụ thôi chứ không muốn. Ngày em tăng mấy cái là cái này nhiều mà cô chú nhìn thấy dạng em đến đây trực tiếp xem chị Long muốn hỏi gì để em trần qua coi chị hỏi gì hỗ trợ cho chị Long, hỗ trợ cho chị Long. Đã hoàn thiện là có khoảng 50% rồi. Vô với
là ta sẽ ốp cái lốt đi là hoàn thành nhanh chóng. Trước khi mà bạn muốn nói người nào